Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp sáng Chủ nhật hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Bữa nay ngoài trời có đỡ lạnh hơn không? Thưa đại chúng, chiều ngày thứ ba 27 Tây thì chúng ta sẽ vân tập về tu viện Tây Thiên để có lễ sám hối và khai mạc khóa tu mùa đông từ sáng ngày 28 cho các em là 28, 29, 30, trưa 31 là các em xong. Đó là chương trình tu học của các bạn trẻ từ 13 tuổi trở lên. Quý vị nào chưa ghi danh tham dự cũng có thể ghi danh ngày hôm nay để các thầy kịp sắp xếp nơi ăn chốn ở cho các cháu. Riêng các vị người lớn thì cũng bắt đầu từ ngày chiều ngày 27, 28, 29, 30, 31 mình sẽ đón giao thừa năm mới 2023 tại tu viện Tây Thiên. Sáng Chủ nhật tuần sau, tức là nhằm ngày 1 Tây, chúng ta sẽ có làm lễ hàng tuần ở đây. Nhưng mà đặc biệt là tuần sau là chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, đồng thời cũng là mừng năm mới 2023. Cho nên Chủ nhật tuần sau là một cái ngày lễ lớn, ngày vui mừng cho toàn thể Phật tử. Mình ở nước ngoài, mình có thể hội nhập với văn hóa xứ người, thì chúng ta gửi cho nhau những cái tin nhắn hoặc là những cái thiệp để mà chúc mừng những ngày lễ. Điều đó không có gì sai. Chúng ta ở đâu thì chúng ta hội nhập vào cái truyền thống đó, cái văn hóa đó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không quên cái truyền thống, cái văn hóa quan trọng của chính mình. Đó là tuần sau là kỷ niệm một tuần lễ ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Nếu không có ngày đó thì chúng ta không có đạo Phật trên thế gian này. Cho nên chúng ta gửi những tin nhắn, làm những cái thiệp chúc mừng nhau lễ Phật thành đạo. Và đồng thời trong năm nay có đặc biệt là vừa là lễ Phật thành đạo, vừa là lễ đầu năm. Cho nên trong cái lời chúc của mình sẽ là mừng năm mới và ngừng mừng ngày Đức Phật thành đạo. Năm thứ 2664 năm. Thì đó là cái nhắc nhở để đại chúng chúng ta không quên cái ngày lễ trọng đại của chúng ta, đặc biệt là những người Phật tử kính ngưỡng Đức Phật, học hạnh của Phật, tu tập, thì chúng ta cần ghi nhớ những cái ngày quan trọng đó. Ngày Phật đản sinh, ngày Phật thành đạo là hai ngày quan trọng mà trong cuộc đời của Đức Phật. Dĩ nhiên là còn nhiều ngày kỷ niệm về ngài, nhưng mà chúng ta nên ghi nhớ hai ngày quan trọng. Phật đản là mùng 8 cho tới rằm tháng 4 âm lịch. Còn Phật thành đạo thường là mùng 8 cho tới rằm tháng Chạp, tức là trước Tết 2 tuần. Thì đó là một. Điều thứ hai là chương trình Tết năm nay cũng đã có. Hôm nay lễ xong, quý vị nhớ chụp một bản lại trong cái phone của mình để mình có thể theo dõi các chương trình Tết cho năm nay. Mời quý vị cứ vào bên trong cũng được. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Pháp Cú, câu thứ 125. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế. Tội ác đến kẻ ngu, như ngược gió tung bụi. Đó là câu kệ, còn câu trường hàng là: đem ác ý xâm phạm đến người không tà vại, thanh tịnh, vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại kẻ làm ác như ngược gió tung bụi. Thì cái câu này Đức Phật dạy
để chúng ta ngừa đi một cái nghiệp, đó là khẩu nghiệp của mình, mà trong đó cái ác khẩu là một cái phần mà làm cho chúng ta thường gặp những cái quả không tốt, hay là gặp những cái điều không lành trong cuộc sống do cái cách nói chuyện mà hơi có cái tính cách hung ác. Hại người không ác tâm. Có người, người ta cái tâm người ta tốt, người ta không có làm điều gì sai quấy, nhưng có thể vì một lý do nào đó, mình bực bội, mình ganh tị, mình vì lý do nào đó mà mình đang tâm mình hại người đó. Nhưng mà hại bằng cách nào? Hại bằng cách là mình nói những cái điều không lành, làm những điều không tốt đối với họ. Nhưng mà trước sau, tại vì họ là người thanh tịnh, cho nên không bị cấu uế, không bị phiền não, không bị hại, mà ngược lại cái người chịu quả khổ chính là mình. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, chương thứ 8, Đức Phật cũng có dạy cái này. Nghĩa là người ác mà hại người hiền á, chẳng khác nào như ngước mặt trên trời mà phun nước miếng. Thì cái đó nó rơi vào ai? Nó rơi ngược lại mình. Cũng như vậy, rồi cũng một trường, rồi Đức Phật đưa cái thí dụ thứ hai. Người ác hại người hiền chẳng khác nào ngửa mặt trên trời phun nước miếng. Cũng như người đi ngược gió mà tung bụi. Mình đi ngược với gió, mình tung bụi thì bụi bay là ai? Bụi bay là chính mình. Thì người xấu, người ác cũng như vậy. Cho nên trên đời này, mình có thể làm bất cứ điều gì, mình có thể nói bất cứ điều gì tác hại đến người khác, nhưng mà thủy chung, cái gì mà nó chân thật thì nó bất hư. Trước sau gì mọi việc nó cũng sẽ được phơi bày do cái tâm xấu ác của mình. Mà cuối cùng cái quả là do mình chịu. Có nhiều khi mình tức một người nào đó, mình chửi họ, mình nói những cái lời không có dễ thương, thì mình đặc biệt là đối với những người có đạo hạnh, có đức hạnh hay những người tu tập. Quý vị thấy ngày xưa cái câu chuyện mà con sư tử trọng pháp đó, quý vị nhớ con sư tử trọng pháp á, ở trong rừng có một con sư tử, nó có cái bộ lông đẹp lắm, và hàng ngày nó thường đến bên cạnh một vị thầy tu ngồi trong rừng để nó nghe pháp, hoặc là khi thầy đó đọc kinh nó ngầm nó nghe. Thì một hôm á, ông vua mới thông báo là ai mà giết được con cọp đó, đem cái bộ lông, giết con sư tử đó mà đem cái bộ lông về là ông trọng thưởng. Thì có một ông thợ săn, ông tìm hiểu, thì cuối cùng ông biết rằng trong cái rừng đó, cái con sư tử mà họ đang đi tìm nó nằm ở trong cái khu rừng đó, và thường ngày nó đến bên cạnh một vị thầy để nó nghe pháp. Thì một hôm ông thợ săn chờ ông thầy đó đi vắng, thì ông mặc cái áo tu vào, ông ngồi ngay đó. Thì con sư tử nó đâu có biết, nó thấy áo tu thì nó tới thôi. Thì khi nó tới gần thì cái ông thợ săn mới dương cung và giết con sư tử đó. Thì trong cái lúc con sư tử bị thương và nó ngó lại thì nó nhìn kỹ, thì nó biết rằng đây không phải là ông thầy mà nó thường gặp mỗi ngày, và cái người mà đang hại nó. Cho nên nó đủ sức để nó vung lên, nó có thể nó vồ tới, nó giết chết cái người thầy tu đó, giả đó, ông thợ săn đó. Nhưng nó nhìn lại, nó vẫn biết rằng trên áo ông thầy đó vẫn đang mặc một chiếc áo của người tu, và nó không dám làm động. Và cuối cùng nó chết ở trong cái, nó chết vì nó kính trọng cái bộ y đó. Thì ở đây á, cái câu chuyện chỉ muốn nói với chúng ta rằng tất cả mọi người ai cũng có cái đạo hạnh, có thể là họ, hoặc là chúng ta kính nể họ qua một cái sắc áo mà họ tu tập, họ đang mặc. Còn cái chuyện họ có tu tập hay không, cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mình làm cái việc của mình trước, mình thấy một cái người có mặc áo tu thì chúng ta cứ kính trọng, vì thủy chung họ vẫn là một con người. Cho nên ngày hạnh của Ngài Phổ Hiền là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Mình kính cái đã. Còn người đó không có việc, không có làm điều gì hay để mình ca ngợi thì không ca ngợi, nhưng mà mình vẫn kính
gì đó là một con người. Cho nên trong cuộc đời này mình giận nhau, mình giận nhau, có nói gì đi nữa đừng dùng những cái lời thô để chửi rủa nhau, mắng xả nhau, tại vì đó là cái kết oán. Cái đó là cái kết oán mà mình chửi rủa người đó đó, mà nếu mà người đó mà không có phải đúng như cái gì mình nói đó thì mình lại càng mang khẩu nghiệp hơn. Mình học Phật á, mình học Phật á, mình tin nhân quả đó, thì mình phải nhớ rằng nó có ba chỗ, ba con đường để mình tạo nghiệp. Một là thân, hai là khẩu, ba là ý. Thân là gì? Là mình làm hại người đó. Thí dụ như người ta đang đi vậy đó, mình biết người ta đang đi, mình để đồ cho người ta té chơi vậy đó. Đó, hay là mình làm hại người đó bằng một cái hình thức nào đó do mình làm, thì cái đó gọi là gì? Cái đó là thân nghiệp. Còn khẩu nghiệp là gì? Tức là những gì mà chúng ta nói, dựng chuyện nói xấu, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là hai lưỡi, lưỡng thiệt đó. Đó, mình đến người này, mình nói theo người này, mình đến người kia, mình nói theo người kia. Mục đích là mình làm ly gián, chia rẽ mọi người, cho người này hận thù người kia, cho người kia hiềm khích người kia. Đó là cái lỗi ở cái khẩu, cái miệng của mình. Mà cái tội đó là tội hai lưỡi, đâm thọc. Nói đơn giản theo thế gian bây giờ là tội đâm thọc. Rồi ác khẩu là chửi rủa. Thưa đại chúng, người đời á, người đời á, người ta chửi thề, người ta chửi tục đã nghe khó nghe rồi, đã là khó nghe rồi, huống chi mình là một Phật tử. Mình là Phật tử, tháng nào ta cũng biết mình đi chùa, tuần nào ta cũng biết mình nghe giảng, mà thậm chí ở nhà mình mở giảng, mình mở pháp thoại nghe hàng ngày, mà đụng chuyện một cái thì thôi, vô số cái chữ nghĩa mà nó không có lành mạnh chửi bới lên, thì người ta nghĩ mình sao? Mặc dù người ta không nói gì nhưng mà người ta hiểu rồi đó. Ta hiểu cái tâm, cái cách sống của mình rồi đó. Thành thử ra mình nghe pháp, mình phải thể hiện một cái điều gì mà mình thấm nhập, mà chuyển hóa căn bản nhất của con người, đó là chuyển hóa những cái thô. Cái tế thì khó đó, tại vì nó còn vi tế quá đi. Thí dụ nè, thường ngày là mình hay giận, nhưng mà lúc này tu tập nhiều rồi bớt giận rồi, hơi hờn thôi. Hờn là cái gì? Cái buồn buồn trong lòng nhẹ nhẹ vậy thôi, không có nói ra. Còn giận là nó biểu lộ. Giận là nó biểu lộ, nó tức, nó giận, nó đập, nó phá, nó biểu lộ. Nhưng mình tu rồi, mấy chục năm rồi, đừng là mình là người xuất gia cũng có, mình là người thường Phật tử tại gia cũng có, nhưng làm gì làm, chúng ta đều đã là người học Phật. Thì chúng ta phải, mình đều nói cái chỗ nhân quả, mà chúng ta không sợ cái ác khẩu. Chúng ta chửi bới, chúng ta dựng chuyện, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Mình chưa bao giờ nói chuyện đó với người đó, mà Ly nói với người kia, nó tôi nói vậy, cái người đó nói thế này thế kia. Không phải của mình làm ra những cái việc mà nó không cần thiết không? Rồi tội lỗi ai mang? Cũng mình mang. Cho nên á, tất cả quý vị muốn biết, mở kinh Nhân Quả ra đọc. Kinh phân biệt nghiệp báo ở trong kinh Tạng có đầy đủ. Ngài A Nan hỏi Đức Phật, tại sao đời này có người được thế này, cũng là con người, mà tại sao người đẹp kẻ xấu, người giàu kẻ nghèo, người được kính trọng kẻ bị khinh khí, người thì được tin tưởng thì người không ai tin tưởng, nó đều có cái nhân hết. Nó đều có cái nhân hết. Rồi thì chúng ta tạo thì chúng ta gặp quả. Cho nên nói hại người không ác tâm, người ta không có tâm ác, nhưng mình vẫn đi tìm cách hại người. Người thanh tịnh không uế, cái người mà họ thanh tịnh trong sạch, họ không bị mình làm nhiễm ô, không bị mình tác hại được họ. Tội ác đến kẻ ngu. Chữ ngu đây là gì? Chữ ngu đây có nghĩa là người không thấy rõ chân lý, chánh pháp, sự thật, gọi là ngu. Chứ cái chữ ngu trong tiếng Hán nó không có nghĩa như cái kiểu như Việt Nam mình đọc là ngu đần. Chữ ngu trong tiếng Hán nó chỉ nghĩa là không thấy rõ chân lý, sự thật, và sống hành xử theo những cái cách thức dại dột của mình. Thí dụ mình gạt, mình hại người ta, mình gạt gẫm người ta,
mình nghĩ là mình là người thông minh, đủ cái sức, đủ trí để mình lường gạt người này người kia. Nhưng mà ăn được bao nhiêu mình ăn được bao nhiêu à, nhưng mà rốt cuộc rồi cái nợ, cái quả mình trả rất là nhiều. Cho nên trong ba nghiệp thân, miệng, ý thì cái khẩu nghiệp quan trọng lắm. Đại chúng thấy á, mình ăn tầm bậy á, là mình mang bệnh, mà mình nói tầm bậy là mình mang họa. Có nhiều khi á, người ta không nói là tại sao, có nhiều cách suy nghĩ. Một, có thể mình không đáng nên người ta phải trả lời. Thứ hai, người ta thấy mình thô tháo quá, hung dữ quá, có nói lại thì mình sẽ tiếp tục mình tìm khác chữ khác, mình chửi nặng hơn. Thôi người trí không có mắc chi, nói một hai câu tự nhiên mình đi nói một hai câu với người đó, nó đâu khe, nó chửi lại mình, cái tự nhiên ở đâu mình khơi lại cho nó chửi mình tiếp. Thôi người trí không có đi phân bua chuyện đó. Nhưng mà người mình là người trí, khi mình muốn nói việc gì với ai mình phải nói như thật. Chuyện gì có mình nói có, chuyện gì không mình nói không. Phải không? Mình đừng có dựng chuyện để mình hãm hại người khác bằng cái ngôn ngữ của mình. Và thậm chí nếu mình có tức giận ai đó thì mình phải nhìn lại cái cách nói chuyện của mình. Nhiều khi mình là người lịch sự, người văn minh, người có học, những cái ngôn từ mình dùng khi mình giận, người ta cũng có thể hiểu được mình một phần nào. Cho nên người Phật tử, đã là Phật tử, mình đã quy y Tam Bảo, thì mình biết rằng trong cái giới thứ tư chúng ta cố gắng tập để làm gì? Để nó trang nghiêm cái đạo đức của mình qua cái ngôn từ thôi. À, nếu mà mình, quý vị nhớ thời Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất cũng bị những người em của mình, tức là những người sư đệ của mình, vì tức giận, vì ganh tị đủ thứ mà chửi bới hai thầy, thì cuối cùng quả nghiệp các thầy đó đến. Tại vì trong thế gian này cái người phàm người thánh mình không biết. Cho nên cái người thánh mà mình xỉ vả họ thì mình lại càng mang tội, mặc dù họ không trách tội gì mình, nhưng mà cái nhân mình tạo xấu thì cái quả mình phải xấu. Vì vậy á, quý vị thấy á, nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày, giữa vợ chồng, giữa anh em bạn bè, người ta còn cố gắng không chửi bới, không nói những lời thô, huống chi mình là đã là một Phật tử. Rồi mình lúc nào cũng mặc áo tràng, lần chuỗi tụng kinh niệm Phật, hay là đi dự khóa tu nghe pháp thoại, mà đụng chuyện một cái thì mình hung hăng mình lên, nói những cái lời người ta im lặng, ta chỉ nhìn thôi. Tại vì người trí người ta không có nói nhiều, người ta nhìn thôi, nhìn thấy cảm biết. Thì cuối cùng sao? Ta né. Trong bảy cái phương pháp gọi là diệt trừ phiền não đó, Đức Phật có dạy một cái phương pháp là né tránh. Né tránh không phải là sợ, gọi là sợ hãi, mà né tránh để làm gì? Không muốn phiền não, không muốn gây thêm những cái khó khăn. Mình có hai loại né tránh: né tránh sự việc, né tránh con người. Thí dụ mình biết cái việc đó, mình đến đó, mình gặp chuyện đó thì thế nào mình cũng phải bị nói, thì thôi né đi cho nó yên. Còn người đó đó, họ thô tháo, họ chưa được lành lặn, dễ thương, thôi né họ đi cho nó yên. Và có nhiều khi những câu chuyện nó được khởi lên, người tốt hơn nhất là mình biết rằng càng nói sẽ càng có chuyện gì, không giải quyết được với người vô lý. Cái người ta có lý lẽ, ta biết lắng nghe. Còn người không có lý lẽ thì bất chấp. Mà người mà bất chấp rồi thì mình nói gì nữa giờ? Thôi thì cứ để im lặng, chờ đợi người đó chuyển hóa. Chắc kiếp sau. Nhưng mà cũng được. Ít nhất mình không có tiếp tục gây ân oán. Biết như vậy thì né. Phật dạy hay đó, thọ dụng. Né tránh nè. Thọ dụng nè. Thọ dụng là gì? Mình phải thọ dụng cái gì để không gây khổ đau cho mình, bệnh tật cho mình. Sở dĩ bao nhiêu cái phiền não trong cuộc đời này, từ thân tới tâm, là cũng do chúng ta không biết thọ dụng. Cái gì đáng dùng, cái gì đáng thọ. Ví dụ, có nhiều khi người ta nói cái điều không hay, mình lại thọ một cách rất là chân thành.
Ví dụ người ta chửi mình câu, trời ơi, rất là nghiêm túc để thọ trì, đem về tức giận hết năm này tới tháng kia. Còn lời hay tới lời lành, lời thiện sao không thọ trì? Thọ trì mấy cái đó thì mình khỏe hơn. Cũng giống như mình thọ trì cái gì mà nó ngon thì mình khỏe, mình thọ trì cái gì mà nó không có lành mạnh thì mình khổ đau. Nhưng mà nhìn kỹ lại cái cách sống chúng ta thì chúng ta quả thật là dại quá. Cái gì cũng hay là cứ thọ một cách rất nghiêm túc ha. Và trì nó chứ ôn, gặp ai cũng ôn hết, giống như tụng kinh vậy đó. Gặp một người tụng một người, gặp hai người tụng hai người. Cái đó là tụng chứ gì nữa. Tại vì chứ tụng nghĩa là mình lặp đi lặp lại. Mà cái gì mình tức, mình gặp một người, mình nói hai người, là mình lặp lại đó. Lặp đi lặp lại cái thành một cái riết rồi cái câu chuyện đó. Chỉ cần bấm nút cái thôi. Ô, chị hai, chị ba đó hả? Tôi mới biết chuyện này nè. Cuối cùng cả thế giới, cả làng, cả xóm biết do cái suy nghĩ của mình. Cho nên cái câu thứ 125 mà, hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bay. Mình chỉ nhọc sức thôi, mình đưa mình phun nước bọt trên trời mà làm gì tới trời. Đó, cho nên ngày xưa cũng có câu ở trong hình như câu này trong Minh Tâm Bảo Giám đó, ngậm máu phun người dơ miệng mình. Đó là cái câu tiếng Việt là dịch ra. Nhưng mà cái câu chữ âm Hán là hàm huyết phúng nhơn, tiên ô tự khẩu. Hàm huyết tức là ngậm máu, huyết là mà hàm huyết phúng nhơn, phúng là mình phun ra. Hàm huyết phúng nhơn, ngậm máu phun người, tiên ô tự khẩu là trước mình dơ cái miệng của mình. Cho nên một cái lời nói độc ác mình nói ra đó, người khác người ta nghe là người thứ hai thôi. À, người ta nhiễm là người ta là F2, còn mình là F1. Mình nhiễm trước, mình nhiễm rồi mình mới phun ra cho người ta. Cho mình là người nhiễm trước. Cho nên khi mình khởi cái lời nói ác từ trong tâm ác đó đi ra, cho nên cái tâm mình nó nhiễm ô rồi, nó mới ra tới lời nói. Tâm mình nó nhiễm ô, nó mới ra tới hành động. Cho nên cẩn thận cái đó, để mình đỡ đi cái tội nghiệp cho mình. Bây giờ mình khỏe đó, mình nói gì cũng hay lắm. Tới cái lúc mà mình già bệnh, mình nằm ở trên giường, mình rên rỉ do cái nghiệp của mình tạo đó, chừng đó mới khủng khiếp. Nhưng mà lúc mình bình thường, mình khỏe, mình không thấy đâu. Thậm chí mình nói trên đời này tôi không cần ai hết. Hoặc là mình tức là mình nói tôi chửi đã cũng được nữa, đọa địa ngục cũng được nữa. Hay là tôi chết tức khắc cũng được nữa. Mình nói những cái lời nghe nó mạnh dạn lắm. Tại vì cái lúc mà mình giận tức lên, mình tạo nhân mình đâu thấy. Nhưng mà mình có từng thấy ai nằm trên giường mà rên rỉ muốn chết không được không? Muốn chết không được không? Muốn sống cũng không xong không? Mình có thấy cái cảnh đó rồi thì mình mới sợ. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng nhắc mình: nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách. Hiểu tịch tư thổn, tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Một sáng nào mình nằm bệnh trên giường, nhất triêu ngọa tật tại sàng, các cái khổ nó quanh nhau, nó làm các cái bệnh nó quanh nhau, nó làm khổ mình. Chừng đó mình mới tỉnh thức. Hiểu tịch tư thổn, lắng lại mình, nhìn lại, suy nghĩ lại cái chỗ đó. Khó chịu quá, khổ đau quá. Cái tâm lý mình nó bàng hoàng, nó sửng sốt, nó sợ hãi vô cùng. Bây giờ đường trước biết đi đâu, tiền lộ mang mang. Đường trước biết đi đâu, chết thì tới nơi rồi. Mà hình như ánh sáng thiện lành không thấy, toàn là những ánh sáng của nóng bức, nó hấp thụ mình. Cho nên hằng ngày mình, tại sao cái người tu mình phải tập sống trong ánh sáng? Tại vì quý vị thấy không, ma thích bóng tối. Cho nên người ta hay quan niệm ma xuất hiện ban đêm không à, phải không? Tại vì cái gì? Cái tà, cái xấu luôn luôn nó ở trong tối đen. Còn cái thiện lành nó là ở ánh sáng. Cho nên mình để khăn tang trắng. Tại sao không để khăn tang đen? Để khăn tang trắng là tượng trưng cho thanh bạch, trong sạch. Người Tây Phương phải không? Đám cưới mặc đồ trắng, cắm hoa trắng, đèn cầy trắng.
Vậy thì cái trắng cũng đừng có sợ, màu trắng là màu tan, tại mình cho nó là màu tan thôi. Chứ còn cái nghĩa màu trắng là dùng để tượng trưng cho trong sạch. Ngay thời Đức Phật, các đệ tử của Phật mặc màu trắng không nha. Thí dụ như bây giờ nếu mà mình vẫn giữ cái truyền thống của Ấn Độ là tất cả quý vị đi chùa phải mặc đồ trắng hết. Mình mặc đồ gì cũng cần biết, nhưng mà phải đem cái áo trắng theo. Tới chùa cái là mặc áo trắng hết. Tại vì màu trắng là tượng trưng cho trong sạch, là tinh khiết. Là nhắc nhở mỗi người Phật tử, mình phải sống tinh khiết ở thân, ở miệng, ở ý của mình. Đó. Con người mình tạo tất cả mọi lỗi lầm, nghiệp khổ đều do ba nghiệp mà ra. Thân, miệng, ý. Thân thì có ba việc: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng có bốn lỗi: nói dốc, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nói lưỡi hai chiều, đâm thọc cho người ta gây gỗ mít lòng. Nói lời thô ác là chửi rủa mắng nhiếc. Giận một cái lên là thôi, chữ nghĩa gì trên đời này mình gom mình chửi hết. Ông bà tổ tiên người ta lôi ra. Khiếp vậy đó. Vậy mà lúc mình cầu siêu là không thiếu ai hết trơn nha. Tổ tiên ông bà gì cũng cầu đủ hết đó. Mà giận lên thì tổ tiên ông bà gì cũng lôi mình chửi hết à. Rồi cái cuối cùng là gì? Những lời vô ích, những lời mà nó không có giá trị, nó không có mang lại cái gì hạnh phúc, an lạc, lợi ích cho ai hết. Đó là bốn điều của miệng. Hoặc là dụ dỗ người khác. Còn ba nghiệp của ý, đó là tham, là sân, là si. Thì tổng chung lại là 10 nghiệp. 10 nghiệp bất thiện, mình tu là mình phải chuyển 10 cái xấu đó thành ra 10 cái tốt. Thế là đại chúng cứ nhớ, Pháp Hòa cứ nhắc hoài cái chữ tu đó. Tu là mình chuyển đổi. Mình chuyển đổi từ một cái dở nó ra cái hay, từ một lời xấu ác ra cái lời hiền lành, từ một cái lời dựng chuyện nói dối thì phải lời nói lời chân. Chỉ vậy thôi là mình tu rồi đó. Mà đạo Phật rất cần tín đồ như vậy. Đạo Phật rất cần những tín đồ biết chuyển hóa, biết tu tập. Thế gian này rất cần những con người như vậy. Đạo tràng rất cần những thiện hữu tri thức như vậy. Tới đạo tràng là mình nói năng cái gì cho nó phù hợp với lẽ phải, và không có cái những cái lời chia phe, chia nhánh. Mình tu tập, mình kêu là tăng là gì? Là một đoàn thể. Tăng là một đoàn thể. Mà đoàn thể này là đoàn thể thanh tịnh, hòa hợp. Ngày nào cũng tụng tự quy y tăng, tháng nào cũng tụng con về nương tựa tăng. Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Ai thức thức đi tôi ngủ à. Ai tỉnh tỉnh đi tôi vẫn mê. Vậy sao được? Thật ra mình nói thì ngôn từ nó rất hay, nhưng mình phải thể hiện được như vậy thì mới xứng đáng là đệ tử Phật. Cho nên quý vị nhớ, nhiều khi nhà mình có bàn thờ Phật, nhưng phải nghiêm lại, mình là thuộc nhân thờ Phật hay thiên thờ Phật hay đệ tử Phật thờ Phật. Ai cũng có bàn thờ Phật đó, nhưng mà phải nhìn lại mình là cái gì thờ Phật. Nếu đệ tử Phật mà thờ Phật thì phải hành, phải sống như lời Phật. Ít không được nhiều cũng phải được ít mới kêu là đệ tử thờ Phật. Còn không thì như người thờ Phật thôi. Có nhiều người, người ta thấy ai treo cái bức tranh họ cũng đi mua về họ treo, mà chả biết cái giá trị, cái ý nghĩa gì của bức tranh đó, đó. Có không? Thiếu gì? Nhiều khi mình thấy người ta treo mình cũng treo vậy đó, nhưng mà đâu biết nghĩa gì trong đó đâu. Thì đó giống như vậy đó. Thấy người ta có bàn thờ mình cũng kiếm cái bàn thờ mình để vậy đó. Thấy người ta cúng mình cũng cúng vậy, không biết mình làm gì vậy. Cái đó là nhân thờ Phật, người thờ Phật thôi. Cũng giống như là mình thích thấy người ta trang trí, mình trang trí vậy mà không biết mình đang làm gì. Mà nguy hiểm. Cũng được, nhưng mà mình không có được cái lợi ích. Mình làm gì mình phải được cái lợi ích trong cái việc của mình làm. Mà lợi ích đây là lợi ích cho mình, cho người. Thí dụ như mình thắp một cái hương, nhưng mà bây giờ trong nhà mình nhiều người bệnh dị ứng hương quá, đừng thắp. Không có tội lỗi gì chuyện đó hết trơn á. Mình vì mình thắp một cái hương mà bao nhiêu người trong nhà mình bệnh. Người ta dị ứng thì mình nói tại vì tôi Phật tử tôi phải thắp nhang. Không cần nữa đâu. Mình có thể cúng đèn, cúng bông, cúng trái, cúng Phật có 5 cách cúng. Cúng bông được nè, cúng đèn nè, cúng nước nè, cúng hương nè. Thì bây giờ bớt món đi,
năm món bớt món tại vì mình bệnh, cái mùi hương nó làm mình dị ứng, không có sao hết. Nhưng vì một mình mà thắp cây hương mà cả nhà mình bệnh, cái đó cũng phải suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại mình tu tập như thế nào mình có hạnh phúc, mà người xung quanh mình có hạnh phúc là mình thành công. Mình nói một cái điều gì mà thỏa mãn cái cơn giận mình, cái cơn ganh tị của mình, nhưng mình bất chấp tổn hại. Ngày hôm qua có vị gọi Pháp Hòa, nói giờ ghét cái người kia, muốn hại người đó thế này thế kia. Pháp Hòa mới nói chú, Pháp Hòa ví dụ bây giờ chú ghét cái người đó, chú thấy họ đang đứng đổ xăng á, chú cầm sẵn cái bật lửa chú bật lên nổ cho nó chết cho rồi đi. Nhưng mà cuối cùng ai chết chung chú? Đâu phải cái ông đứng đổ xăng cũng chết đâu, cả mấy chục người xung quanh đó người ta cũng nổ, người ta chết theo. Cho nên trong cuộc đời này cũng vậy, mình nói cái gì, mình làm cái gì phải nghĩ tới cái chung. Phải nghĩ tới cái chung, mình làm một cá nhân đó như vậy, mình nói một cá nhân đó như vậy, nhưng mà cái tập thể nó làm sao đây? Còn cái chuyện nếu mình nói chân lý của nhân quả, người nào làm nhân thì người đó sẽ chịu quả. Nhưng mà chính bản thân mình cố gắng đừng tạo cái nhân xấu thì được. Như vậy đó, Đức Phật gọi là gì biết không? Đức Phật gọi người đệ tử đó là người đệ tử biết làm chủ nhân quả. Chữ làm chủ này là gì? Mình có thể control, mình có thể manage, mình có thể prevent, tức là mình có thể dừng cái đó, mình có thể mà điều hành, điều khiển được nó. Thí dụ mình sắp sửa nói, nghĩ tới cái chung, nghĩ tới cái lợi ích chung. Hoặc là nhiều khi cái bác đó bác làm mình tức lắm, chửi bác một câu, nhưng thôi nghĩ lại, người đó đáng tuổi cha mẹ mình, mình nói như vậy cái bác đó có lỗi không chưa biết ha. Nhưng mà cho dù có lỗi đi nữa, thôi mình giữ đạo người nhỏ đi, đừng có hỗn với người lớn. Thì mình thủ đạo, mình thủ cái đạo của mình. Cho nên hồi nhỏ và đọc cái bài Kinh Sám Hối và thích cái câu đó lắm: mặc ai danh lợi bôn xu, ta nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Trên đời này thiếu những người, thiếu gì những người mà bon chen lu sù bù. Nhưng thôi, không lẽ người ta làm vậy mình vậy sao? Không lẽ người ta đi chơi mình phải đi chơi mới gọi là hòa đồng sao? Mặc ai danh lợi bung xu, ta nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Trước là độ lấy tấm thân, sau giúp quyến thuộc xa gần. Mình làm gì cũng cần biết, nhưng mình nghĩ mình làm được cái điều đó là mình đã tự độ được mình. Mình tự chủ được, mình dừng được cái nhân để mình không gánh cái quả, gọi là làm chủ nhân quả. Tôi muốn đánh nó một cây cho đã cái cơn giận của tôi, nhưng mà đánh xong rồi đâu phải dừng đó đâu. Bao nhiêu cái tác hại nó sẽ lan diễn, chừng đó mình hối hận vô cùng. Phải nãy tôi nhịn nó ăn cây thì giờ đâu có tác hại nhiều thứ. Cuộc đời này nhiều lắm. Đó, quý vị thấy không? Thí dụ mình lỡ mình ghiền cờ bạc này, người ta cho mình mượn tiền đi chơi, người ta nói anh em không mà cần chi tính. Đi gỡ lại đi rồi trả tôi, sức mấy gỡ nổi. Cái chỗ đó là cái chỗ mình nạp chứ không có gỡ. Còn nếu mà nó có cho mình gỡ là nó dụ mình thôi. Cho nên rốt cuộc mình càng ngày càng lậm, càng lún vô. Mà khi mình đã lún sâu vô rồi thì không thoát ra được. Mình nhịn được một cái thì cái họa nó đỡ về sau. Cho nên trong cái bài mà người ta hay viết để nhắc mình như nào: nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Anh em nhẫn nhịn nhau, cha mẹ khỏi buồn rầu. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cháu sẽ hài hòa. Tại vợ chồng không gây gổ thì con cháu nó yên ấm. Nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cháu đều hạnh phúc. Anh em nhẫn nhịn nhau, cha mẹ được vui vẻ. Thì bây giờ ăn thua, mình nhiều khi mình chỉ một cái chút nhịn đó thôi mà bao nhiêu cái thứ khác nó được rất là an ổn. Cho nên người ta nhắc mình: có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường thoát thân. Mình nhẫn để mình thể hiện cái tình thương của mình thôi. Thí dụ như giờ mẹ nè, mẹ mình thì hay lo cho mình rồi nói tới nói lui, nhiều khi nói những điều không đúng, nhưng mà chẳng phải là lo thôi. Không lẽ bây giờ mình đi gây lộn với mẹ mỗi ngày do những cái việc mẹ nói sao?
thôi nghĩ đi, người già lớn tuổi sanh tật chịu nhịn chút kìa. Nhiều khi mình nói đã đời cái bắt đầu đi tìm thầy hỏi, thầy thầy con nói vậy có phạm tội bất hiếu không? Giờ nói làm sao? Cho nên mình nhịn được một cái tức, mình nhịn được cái tức một lúc đó, tránh được cái lo trăm ngày. À, cho nên đó, chúng ta là thường là cái người hay rơi vào cái chuyện là cái quả nó tới thì sợ, mà cái nhân khi làm là chẳng ngán. Vì vậy cho nên đại chúng cứ nhớ trong kinh các tổ nhắc mình câu để bỏ túi cuối năm, sắp sửa hết năm rồi, buông xả ha, đồng thời chuẩn bị cho mình tinh thần cho năm tới thì mình tu làm sao cho ngon lành lên chút, sống làm sao cho ngon lành lên chút. Cái câu các ngài dạy mình là gì? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Các bậc Bồ Tát á, người ta sợ cái nhân tạo lắm, người ta không dám làm. Tại vì sao ta không dám làm? Tại người ta sợ hưởng cái quả, cho nên ngay cái nhân là ta dừng rồi. Còn ngược lại chúng sanh mình thì sao? Lúc tạo nhân thì chẳng ngán, lúc quả đến thì chạy làng. Cho Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh chỉ sợ cái quả thôi, lúc tạo nhân không có sợ đâu. Còn các vị mà ta có tuệ giác hơn, người ta thấy cái nhân mà ta thấy liền cái quả rồi, thôi thôi đừng có rớ vô, cái này là cái quả xấu đó, người ta tránh liền. Còn mình á, tình cảm lúc nào nó cũng đi hơn lý trí hết. Lý trí thì nó biết nhưng mà làm không được. Vì vậy mà các ngài mới nói, nếu mà con chó mà nó có Phật tánh thì tại sao nó chui vô bộ lông? Nếu mà nó có Phật tánh thì mọi người đều có trí giác giống nhau, thì tại sao nó không lựa cái thân tướng nào đẹp mà nó lại chui vô cái bộ lông như vậy? Có một vị hỏi một vị thiền, một vị tổ như vậy. Nếu mà xác định tất cả con người, con vật đều có trí tuệ, sáng suốt Phật tánh, thì tại sao con chó nó lại đi vào một cái bộ lông, nó chọn cái bộ lông như vậy? Thì vị tổ mới trả lời, vì nghiệp thức che đậy. Trăng không bao giờ mờ, mặt trời không bao giờ mờ, không bao giờ tắt sáng gì hết. Mặt trời vẫn sáng, mặt trăng vẫn sáng. Nhưng cái gì che? Cái gì che mặt trăng? Cái gì che mặt trời? Thì cái mà che mặt trời, che mặt trăng là mây. Mà mây là tượng trưng cho nghiệp. Tất cả chúng ta đều có trí tuệ hết, nhưng mà sở dĩ chúng ta không có tỏ sáng là tại vì cái nghiệp nó che. Cái nghiệp là gì? Là phiền não đó. Ví dụ như mình bình thường mình dễ thương lắm, mà giận lên cái rồi tại sao mình dễ ớn vậy? Tại vì lúc giận lên một cái rồi là thôi, bao nhiêu cái nghiệp mà giận hờn chữ nghĩa đó, tầm bậy tầm bạ đó, nó lan tỏa ra hết, là bắt đầu nó che rồi, nó che cái trí tuệ, nó che cái sáng suốt của mình rồi, chứ có gì đâu. Cho nên vị tổ trả lời rất đơn giản, vì nghiệp thức che đậy. Và các vị mà bây giờ người ta đang gặp cái quả người ta phải trả đó, người ta không buồn, không trách ai hết. Tại vì người ta biết, hồi trước không biết người ta trách, tại sao tôi sống tốt mà tôi toàn gặp cái xấu. Nhưng mà khi mà người ta hiểu ra rồi thì nhân quả cũng ba đời. Và người ta hiểu ra rồi đó, tất cả mọi thứ không có cái gì tự nhiên nó đến, nó đều có cái nguyên nhân của nó cả. Thì hôm nay chúng ta học một câu thứ 125 trong Kinh Pháp Cú. Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vại thanh tịnh vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại kẻ làm ác như ngược gió tung bụi. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, kẻ ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc, rồi tuần sau mình sẽ gặp nhau. Đại chúng nhớ ha, ai chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ có khóa lễ lúc 10:30 để mừng năm mới 2023, đồng thời lễ Phật thành đạo. Sau lễ thì toàn thể đại chúng sẽ ở lại chùa để dùng cơm trưa vào chủ nhật tuần tới. Xin cảm ơn và chúc đại chúng có những ngày cuối năm thật bình an, và sẽ gặp lại đại chúng vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Dạ, thưa đại chúng, ở dưới trại đường có lịch
năm mới. Nếu quý vị gia đình là chưa có thì xin nhận một quyển lịch treo tường để làm một món quà nhỏ của tu viện gửi đến đại chúng, để nói lên lòng biết ơn đại chúng đã uyển trợ cho tu viện trong mọi Phật sự trong năm qua. Hay gì đâu.